Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì các bạn xem cái phần tiêu đề thì các bạn cũng đã biết là Duy muốn nói đến cái dòng xe gì rồi. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC phiên bản 2020. Thì cái xu hướng trên thế giới bây giờ thì cái việc mà sử dụng cái xe sedan chuyển dần cái sang cái xe SUV rất là nhiều. Chẳng hạn như là những cái ông lớn chuyên sản xuất những cái dòng xe siêu sang, những cái dòng xe mà với giá trị rất là mắc. Chẳng hạn như là Rolls Royce hoặc là Bentley thì cũng cho ra cái chiếc xe Cullinan và cái chiếc xe Bentayga, và Lamborghini thì chuyên sản xuất những cái dòng xe thể thao rất là đắt tiền, những dòng xe chạy rất là nhanh thì cũng phải cho ra chiếc xe Urus. Thì bắt đầu năm 2016 đến 2019 á, thì Mercedes-Benz cho ra cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC lần đầu tiên các bạn. Thì trong vòng 3 năm đó thì cái doanh số bán hàng của chiếc xe GLC này vượt ngoài mong đợi của Mercedes-Benz, và có thể nói đây là cái dòng xe mà chủ đạo làm cho doanh số của Mercedes-Benz coi như là tăng trưởng rất là nhiều. Và năm 2020 này thì Mercedes-Benz tiếp tục cho ra cái phiên bản nâng cấp, một cái phiên bản mới hoàn toàn luôn các bạn. Đó thì Duy nghĩ là trong năm 2020 này thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC sẽ có những con số bán hàng cực kỳ ấn tượng. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC phiên bản 2020 này sẽ có những cái điểm gì vượt trội hơn so với những cái phiên bản trước đây. Ok, bây giờ Duy mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ nó nha. Trên tay của Duy bây giờ đây là cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC phiên bản 2020. Thì đây là cái mẫu chìa khóa mới, nó sẽ thay đổi so với cái mẫu chìa khóa trước đây của chiếc xe GLC phiên bản 2019. Đó, thì với cái chìa khóa này thì các bạn sẽ thấy nó rất là giống với chìa khóa của chiếc xe C-Class, xe E-Class hoặc là kể cả S-Class. Thì ở đây được thiết kế bằng cái chi tiết là nhựa mờ các bạn, cho nên là sẽ không để lại dấu vân tay, cũng như là nó sẽ giảm vấn đề trầy xước. Đó, thì bây giờ cũng như mọi khi các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem từ phần đầu xe đến phần đuôi xe, cũng như là vào bên trong cái khoang nội thất, cũng như là tiếp theo là cái phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này. Ok, thì khi mà đứng trước cái phần đầu xe á, thì cái mà cảm giác mà làm cho chúng ta thấy được cái sự khác biệt đầu tiên á các bạn, đó chính là cái phần đèn pha. Thì với cặp đèn pha này là cái cặp đèn pha LED High Performance, nó sẽ được thiết kế lại so với cái phiên bản trước đây. Thì các bạn trước đây thì các bạn sẽ thấy là cái đèn pha nó sẽ có một mí thôi, nhưng mà đối với cái phiên bản mới bây giờ này nó sẽ được thiết kế là hai mí. Đó, khi mà chạy ban ngày thì các bạn sẽ thấy cái đèn pha của chúng ta nó sẽ sáng lên như thế này. Đó, đó là một cái điểm nhận diện của chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản 2020 khi mà chúng ta đi từ xa. Ok, thì tiếp theo nữa là đây là cái đèn LED High Performance các bạn. Thì ở bên trong của cái đèn này nó sẽ được thiết kế rất là nhiều những cái bóng LED nè, các bạn thấy không? Đó, nó có rất là nhiều những cái khoang. Đó, khi mà nhìn từ xa thì cái cặp đèn này nó cũng khá là ấn tượng đó. Đó, và một cái điểm nữa là thay đổi so với cái phiên bản trước đây á, là cái phần mà logo các bạn. Thì đây là cái logo 3D được in nổi ở đây. Đó, thì các bạn biết thì cái logo này nó cũng sẽ giống như là của chiếc xe C-Class. Thì ở đây nó là một cái phần kính màu đen trong suốt, cho nên là khi mà đứng trước cái phần logo này thì các bạn thấy hình Duy ở trong đây nè. Đó, đó thì cái logo này thì khi mà chúng ta nhìn thì nó như thấy là nó sẽ ấn tượng hơn, cũng như là có chiều sâu hơn so với cái thiết kế logo thế hệ cũ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC. À, và một cái điểm thay đổi nữa đó chính là cái phần mà lưới tản nhiệt nè các bạn. Chỗ này được thiết kế lại một chút xíu thôi. À, nhưng mà chúng ta nhìn sẽ thấy rất là ấn tượng. Và khi đứng trước cái phần đầu xe thì chúng ta lại thấy ở đây có một cái camera.
Đó, thì bởi vì cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này á, thì đã được trang bị cái camera 360 độ. Đó là một cái nâng cấp hơn so với cái chiếc xe GLC 200 cũng như là GLC 250 thế hệ trước đó. Ngoài ra khi mà chúng ta đứng xa hơn một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là cái phần cản dưới nè các bạn. Đó, bởi vì là chiếc xe GLC 200 Pumatic này là được trang bị cái ngoại thất là off-road, cho nên các bạn sẽ thấy cái phần đầu xe á, có cái phần gọi là nó hơi vểnh lên. Tại sao nó hơi vểnh lên như vậy? Bởi vì là khi mà chiếc xe chúng ta off-road á, có nghĩa là chúng ta đi những cái đường mà nó sẽ gồ ghề, hoặc là những cái đường mà lên dốc hoặc là xuống dốc nhiều hơn, cho nên là cái việc mà Mercedes-Benz thiết kế cái cản trước này nó sẽ vớt lên để mà chúng ta có đi xuống dốc hoặc đi lên dốc thì cũng sẽ không bị cạ. Đó, thì đó là một cái điểm mà khác biệt so với lại cái chiếc xe Mercedes-Benz mà GLC 300. Đó, thì đây là cái Mercedes-Benz GLC 300 này các bạn sẽ thấy là cái phần cản trước nó sẽ thiết kế thấp hơn một chút xíu, bởi vì đây là cái cản của AMG. Khi đứng sang bên hông một chút xíu các bạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần hông xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 phiên bản 2020 này nó cũng sẽ không khác gì so với là cái phiên bản 2019. Thì cái điểm mà khác biệt duy nhất các bạn đó là cái phần bộ mâm xe nó sẽ được thiết kế lại nè. Đó, khi mà chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta sẽ thấy là những cái nang của cái mâm xe nó bằng kim loại màu bạc bóng rất là đẹp. Đó, khi mà đi gần hơn một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái phần mâm xe, cái phần nang á, nó sẽ to hơn, bởi vì là ở bên trong các bạn được sơn cái màu đen bóng. Khi mà chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta sẽ không thấy cái màu đen bóng này. Đó, nhưng mà thực tế là cái nang xe của chúng ta rất là to. Ok, và một cái điểm khác biệt nữa là cái phần lớp xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này á, nó sẽ đó là cái lớp xe thông thường. Thì tại sao mà Mercedes-Benz lại chuyển sang từ cái lớp xe Runlast sang cái lớp thông thường các bạn? Tại vì trong vòng mấy năm qua thì bên Duy cũng nhận được rất là nhiều những cái ý kiến của khách hàng, thì khách hàng vẫn thích sử dụng cái lớp xe thông thường hơn so với cái lớp xe Runlast. Có thể là cái lớp xe thông thường á, thì nó lại được trang bị cái bánh xe cua, nhưng mà thật sự đối với Duy á, thì Duy vẫn thích là sử dụng cái lớp xe Runlast hơn, bởi vì là khi mà chạy cái lớp xe Runlast á thì chắc chắn nó có một cái sự yên tâm, nên là khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao á, thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ không có bị nổ lớp một cách đột ngột. Đó, Duy thì rất là thích cái lớp xe Runlast, nhưng không biết tại sao các bạn các anh chị khách hàng lại không thích nó. Đó, thì nhưng mà không sao đó các bạn. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái bộ lớp này một thời gian á, thì chúng ta có thể đổi sang cái lớp Runlast thôi, rất là bình thường. Đó, và cái lớp xe này là cái lớp Pirelli. Đó, đây là một cái lớp xe mà đến từ nước Ý. Và lớp xe này, thương hiệu lớp xe này thì chuyên sản xuất cho những cái lớp xe của những chiếc xe thể thao. Và đây là cái thông số của cái lớp này các bạn, 235 trên 55 R19. Có nghĩa là cái bánh xe của chúng ta đang là cái bánh xe 19 inch. Đó, 19 inch các bạn nha. Ok, tiếp theo nữa là cái phần gương chiếu hậu. Thì phần gương chiếu hậu này được tích hợp đèn rồi, cũng như là được thiết kế bo tròn, nó cũng không có khác gì. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta nhìn từ bên hông á, thì các bạn sẽ thấy là cái phần khoang trước, khoang sau á, nó sẽ khác nhau một chút xíu, bởi vì là cái khoang sau của chúng ta sẽ được trang bị cái kính cách nhiệt màu tối. Đó, thì cái xe này là cái xe mà mới về trong sáng nay luôn các bạn, cho nên là bên Duy chưa có dán phim cách nhiệt gì hết. Đó, nó là cái xe nguyên bản luôn các bạn nha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phần khoang sau nó sẽ tối màu hơn một xíu. Đó, khoang trước này thì chưa có dán phim. Thì nếu mà các bạn thích mà tối hơn nữa thì khi mà các bạn mua xe thì bên Duy có thể là dán cái phần kính trước nó sẽ tối hơn để mà cho nó mát hơn. Ok, đi vào phần đuôi xe các bạn nha. Khi mà đi ra cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đuôi xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Pumatic này nó rất giống với cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 cái phiên bản nhập khẩu. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa có xem cái clip mà Duy review cái chiếc xe GLC 300 nhập khẩu thì các bạn xem lại nha, Duy sẽ để cái link ở đây. Đó, thì cái phần đuôi xe này á, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy ấn tượng đó là cái phần đèn phía sau này sẽ được thiết kế lại là hai cái ô vuông. Khi mà nhìn từ xa vào buổi tối các bạn thì các bạn sẽ biết đây là cái phiên bản mới, phiên bản 2020. Ok, và đây là cái chiếc xe màu trắng nữa, cho nên là cái phần mà cái đèn xe màu đỏ phía sau nó sáng lên nó trông rất là đẹp, rất là ấn tượng luôn. Ở đây thì có cái logo, có cái chữ là GLC 200, và ở đây là có cái logo, có cái chữ là Formatic.
Ok, cái phần cản sau các bạn, đây là cái phần cản sau nè. Thì GLC 200 Bomatic lại được trang bị cái bô xe kép. Thực sự đây là cái bô giả các bạn nha, không phải là cái bô thật đâu. Cái bô thật nó sẽ chĩa xuống đất. Đó, Di sẽ cho các bạn xem đây. Đó các bạn thấy không? Đây là cái phần bô xe nè, sẽ được chĩa xuống đất nè. Còn ở đây là cái chi tiết bô giả thôi, nó sẽ thiết kế hình dáng của cái bô thôi. Đó có nghĩa là khi mà chúng ta đứng từ phía sau á, chúng ta lấy đồ á, thì chúng ta sẽ không bị là cái hơi nóng nó thổi ra làm phỏng chân. Thì đây là một cái thiết kế mà Di cũng thấy rất là thích. Đó thì mặc dù đây là một cái thiết kế nhỏ thôi, nhưng mà Di nghĩ là Mercedes-Benz cũng nghĩ nhiều đến cái sự an toàn của khách hàng. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp xe lên. Thì ở trên cái cốp thì nó lại có một cái nút là chúng ta đóng mở cốp nè các bạn. Nó nằm ở đó. Đó, thì cái nút đó thì để đóng cốp bằng điện thôi. Khi mà mở cái cốp sau này ra thì các bạn sẽ thấy là cái cốp sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này nó cũng sẽ giống như so với cái phiên bản mà 2019 trước đó thôi. Nhưng mà nó sẽ có thêm cái này. À, đây là một cái tấm che hành lý các bạn. Thì cái tấm che hành lý này đây là cũng là một cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà đối với cái phiên bản 2020 này thì Mercedes-Benz lại trang bị cho nó có. Đó thì đây là một cái chi tiết thì đôi khi cũng không cần thiết lắm, nhưng mà có nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta đi hàng ngày các bạn, thì chúng ta có thể để những cái đồ dùng nhẹ của chúng ta ở đây, chẳng hạn như là mũ hoặc là có thể là cây dù hoặc là cái nón của chúng ta có thể để ở đây. Đó, chúng ta kéo lại, hoặc là những cái đồ đạc mà chúng ta để ở phần cốp sau lung tung như thế này nè, thì các bạn sẽ thấy là khi mà đóng lại thì nó nhìn nó lịch sự hơn, nó sẽ không có bừa bộn thôi. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái này lại. Và cái này chúng ta có thể tháo ra được các bạn nha. Trong trường hợp mà chúng ta gặp cái ghế này lại á, thì chúng ta cần chở đồ á, thì chúng ta có thể tháo cái này ra để ở nhà. Đó, thì bởi vì đây là cái phần mà đầu của cái thanh này thì được thiết kế bằng cơ cấu lò xo, cho nên là chúng ta có thể tháo lắp rất là dễ. Đó, chúng ta có thể bỏ ra được bên ngoài luôn. Đó, khi mà gặp cái ghế lại á, thì các bạn sẽ thấy nè, cái cốp xe của chiếc xe GLC này nó rất là rộng nè. Dù trong trường hợp mà chúng ta chở nhiều đồ, hoặc là trong những cái chuyến đi du lịch xa, hoặc là đi đường dài rất là lâu á, thì những đứa trẻ chúng ta cũng có thể là nằm ở đây chơi đùa hoặc là ngồi ở đây chơi. Đó, nhưng mà Di khuyến cáo một điều là nó sẽ không an toàn lắm nha các bạn nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng. Ok, tiếp theo nữa là Di sẽ cho các bạn xem những cái phần phụ kiện của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 phiên bản mới này. Thì đây là cái giỏ để chúng ta đựng đồ khi mà chúng ta chở đồ đi siêu thị này nè các bạn, hoặc là chúng ta đi picnic á, thì ở đây nó sẽ có một cái chi tiết để chúng ta để đồ. Đó, ở đây gấp lại rất là dễ, rất là nhanh. Bởi vì là Di không có tay cho nên là hơi khó khăn trong cái việc này, nhưng mà không sao. Ở đây là cái phần mà quà tặng của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này, thì Di sẽ cho các bạn xem bên trong luôn. Không có tay các bạn ơi, rất là khó để lấy một tay. Ok, ở đây các bạn nha, thì có một cái thư cảm ơn của tổng giám đốc Mercedes-Benz. Đây là ông Greg Clay Kelly, tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam đã ký đây. Đây là một cái thư cảm ơn. Tiếp theo nữa đây là cái cuốn sổ để chúng ta có thể là ghi chép ở đây. Một cái bút của Mercedes-Benz, một cái này là cái USB các bạn, cái hình chìa khóa nè, rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy cái USB này nó sẽ rất là giống cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz GLC phiên bản 2019 nè. Nhưng mà ở đây là cái USB. À, chúng ta có thể tháo ra ở đây nè, bạn thấy không? Ok, bây giờ Di sẽ để lại. Có một tay thôi nhưng làm cái gì nó cũng khó các bạn ơi. Ở đây là cái hộp mà chúng ta để, có thể để đem cạc cho chúng ta nè. Ở đây, có cái logo của Mercedes-Benz ở đây. Và một cái điểm nữa các bạn, thì có rất là nhiều khách hàng của chúng ta ít khi để ý đến, là trong cái phần hộp quà này nó sẽ còn một cái nữa. Đó chính là cái thông tin về dịch vụ khách hàng ở đây, cũng như là khi mà các bạn mà anh chị mà đọc cái cuốn sổ này á, thì các bạn sẽ biết được những cái tiêu chuẩn, những cũng như là những cái chi tiết về bảo hành, cái phạm vi bảo hành của chiếc xe Mercedes-Benz nó như thế nào. Ok, các bạn nhớ xem cái cuốn này nha.
Ok, bây giờ Di sẽ để lại cái phần quà ở đây. Một lát nữa Di sẽ sắp gọn lại một chút xíu, bởi vì là Di không có tay ở đây sẵn. Ok, và ở đây là những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng xe, cũng như là một cái túi da để chúng ta có thể là sau này chúng ta có thể sử dụng là để những cái cạc vẹt xe, hoặc là những cái đăng kiểm xe, hoặc là bảo hiểm nằm ở trong cái cuốn này. Ở đây là một cái hộp mà để chúng ta gạt tàn thuốc nè. Nhưng mà đối với trên xe hơi, các bạn Duyên khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng hút thuốc ở trên xe. Bởi vì khi mà chúng ta hút thuốc ở trên xe, cái việc mà để khử cái mùi thuốc lá cho cái nội thất của chiếc xe rất là khó. Cũng như là khi mà đi lên xe thì rất là khó chịu. Bởi vì khi mà các bạn biết là xe của chúng ta thì nó bằng chi tiết da thật, cũng như là có rất là nhiều những cái ốp bằng nỉ, hoặc là ở bên trong nó có rất là nhiều cái lọc đó các bạn. Một khi mà cái khói thuốc mà nó đã thấm vào đó rồi thì chúng ta có việc là thay thôi, nó chúng ta rất là khó để xử lý. Ok, thì cái phần cốp xe thì nó sẽ có một cái thảm ở đây nữa. Thì cái thảm này là cái thảm zin của xe. Đây là cái mã số nè các bạn. Nếu mà sau này mà cái thảm của chúng ta mà cũ á, thì chúng ta có thể đặt lại cái thảm mới nè. Đây là cái mã đó. Thì Mercedes-Benz sẽ quản lý cái phụ tùng là bằng cái mã số hết. Chúng ta chỉ việc đọc đúng cái mã số đó thì sẽ đặt được đúng cái đồ mà chúng ta mong muốn thôi. Ở đây thì nó cũng có một cái chi tiết để mà chúng ta khóa cái cốp sau nè. Có nghĩa là những cái đồ đạc gì mà chúng ta cần thiết, mà chúng ta cảm thấy nó có giá trị á, chúng ta có thể để ở dưới cái cốp này và chúng ta khóa lại. Trong trường hợp mà chúng ta đi rửa xe, hoặc là chúng ta đi đến những cái chỗ mà đậu xe á, thì chúng ta có thể là khóa lại cái cốp xe này. Ok, bây giờ Di sẽ móc cái cốp xe ở đây. Đó, ở đây nó sẽ có một cái thiết kế, một cái chỗ để chúng ta móc cái cốp nè. Đó, khi mà dỡ cái cốp lên á, thì chúng ta sẽ thấy là ở dưới đây nó sẽ có một cái bánh xe dự phòng. Đây là một bánh xe dự phòng nhỏ thôi các bạn. Đó, cho nên là cái việc mà chiếc xe này nó cũng sẽ không có chạy được nhanh đâu. Đó, bởi vì là giúp xe dự phòng mà chúng ta chỉ được chạy tốc độ tối đa hình như là chỉ có 80 km/h thôi. Đó. Ok, và ở đây là cái dụng cụ mà để chúng ta thay lớp xe nè các bạn. Đây là cái con đội nè. Đó, đây là cái chi tiết con đội, cũng như là tay quay, cũng như là đai ốc, hoặc là bao tay, hoặc là mọi thứ để chúng ta thay lớp xe thì nó sẽ được nằm ở đây hết rồi, được hàng lại nè các bạn, rất là gọn gàng. Ok. Ok, bây giờ sẽ đóng cái cốp lại nha. Ở đây sẽ có một cái lưới để chúng ta khằng đồ thôi. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này nha. Hồi nãy các bạn là Di bật cái chìa khóa lên để cho cái đèn ở phía trước, phía sau nó sáng các bạn. Nhưng mà một lúc sau á, thì cái chiếc xe nó sẽ thấy là chúng ta sẽ không có tắt máy, không có tắt công tắc các bạn. Thì cái xe tự động nó sẽ tắt công tắc rồi nó sẽ khóa cửa lại. Đó, khi mà chìa khóa chúng ta để bên ngoài thì khi mà chúng ta mà vô tình mà chúng ta mà quên, chúng ta có thể là không có tắt công tắc ở bên trong á, thì cái xe chúng ta sẽ một lát nó sẽ tự động tắt rồi, thì nó sẽ không có bị hết bình. Thì đây là những cái thiết kế của những chiếc xe thế hệ mới bây giờ thôi, nhưng những chiếc xe cũ của Mercedes-Benz thì nếu mà chúng ta quên thì có thể là để sang ngày hôm sau nó sẽ bị hết bình ắc quy luôn. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic phiên bản 2020. Thì khi mà mở cửa ra các bạn, thì cái điểm mà chúng ta đập vào mắt của chúng ta ngay đó chính là cái phần cái vô lăng nè. Cái gần nhất của chúng ta đây là cái vô lăng nè. Thì cái vô lăng là cái mà chúng ta sử dụng nhiều nhất hàng ngày. Đó, thì cái vô lăng bây giờ đã được thiết kế lại thế hệ mới rồi. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ có cái nút cảm ứng nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy là những cái dòng xe mà bắt đầu từ năm 2019 á, thì vô lăng nó sẽ được đổi lại với những cái tính năng những nút bấm như thế này. Đó, bên trên cái vô lăng có rất là nhiều những nút bấm luôn các bạn thấy không? Bởi vì cái xe của chúng ta là có rất là nhiều tính năng, cũng như là khi mà chúng ta đang lái á, thì chúng ta có thể là sử dụng một cách rất là nhanh và an toàn những cái tính năng cài đặt hoặc là tính năng giải trí ở trên cái màn hình bên kia. Ok, thì về cái phần mà thiết kế tổng thể của cái phần nội thất này á, thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không khác nhiều so với cái phiên bản mà trước đây. Đó, cũng là cái ngôn ngữ thiết kế đó, nhưng mà nó sẽ thay đổi những cái option cũng như là những cái trang thiết bị bên trong này một xíu thôi. Chẳng hạn như là ở đây. Đó, đây là cái màn hình công tơ mét nè các bạn.
thì với cái màn hình counter mesh này thì các bạn sẽ thấy rất là giống chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG á. Đây là cái màn hình điện tử 12,3 inch các bạn nha, 12,3 inch thì được thiết kế bằng màn hình điện tử cho nên nó rất là sắc nét, cũng như là chúng ta có thể là cài đặt rất là dễ ở trên đây đó, và rất là nhiều những tính năng cài đặt nó nằm ở đây hết đó các bạn thấy không. Ngoài ra thì khi mà cảm ứng ở trên đây nè các bạn sẽ nghe cái tiếng tít tít để mà chiếc xe nó phản hồi lại để cho chúng ta biết là cái thao tác của chúng ta đã được thực hiện. Ok, thì khu vực này á, thì các bạn biết rồi, nó sẽ điều khiển cái màn hình tablo ở giữa, còn cái khu vực này á, thì sẽ điều khiển cái màn hình giải trí cũng như là màn hình cài đặt ở đây. Đó. Thì các bạn thấy cái màn hình của chiếc xe GLC 200 này á, nó rất là giống so với lại cái màn hình của chiếc xe C300 AMG đúng không ạ? Nhưng mà với cái màn hình này chúng ta có thể cảm ứng được các bạn nha. Ở đây. Đó. Và cái giao diện của cái màn hình này á, các bạn, nó sẽ khác rất là nhiều so với lại chiếc C300. Đó, thì đây là cái giao diện mới cũng như là cái hệ thống giải trí này là cái hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, cho nên là chúng ta có thể là cảm ứng ở đây rất là mượt mà. Đó, và cái chiếc xe này nó tích hợp rất là nhiều ngôn ngữ luôn, trong đó sẽ có cái ngôn ngữ tiếng Việt nè. Đó, thì cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt thì rất là thuận tiện cũng như là rất là dễ sử dụng đối với là đa phần khách hàng của chúng ta hiện tại bây giờ. Đó, thì khi mà chúng ta mà muốn thực hiện cái mà thao tác gì á thì chúng ta đều phải vào cái phần menu này các bạn, đều vào nút home nè và chúng ta chọn cái phần cài đặt. Đó, thì chẳng hạn như chúng ta muốn cài đặt cái đèn thì chúng ta sẽ chọn vào cái thư mục là đèn ở đây. Đó, rất là dễ các bạn đúng không? Đó, nếu mà chúng ta muốn chỉnh cái đèn viền nội thất này sang cái màu khác các bạn thì chúng ta lại vào cái đèn trang trí nội thất. Đó, chúng ta chọn màu sắc thì chúng ta sẽ thay đổi thôi. Ở đây rất là dễ. Thì kể từ lúc mà Mercedes-Benz á, nâng cấp lên cái hệ điều hành mới cũng như là tích hợp cái ngôn ngữ tiếng Việt và cái giao diện rất là thân thiện á, thì khách hàng hạn chế mà hỏi gì rất là nhiều các bạn. Trước đây á, thì đối với những cái mẫu xe mà từ năm 2014, 2015 hoặc là 2016 á, thì khi mà bán một chiếc xe cho khách hàng rồi á, thì ghi nhận được sau khi bán hàng các bạn ghi nhận được rất là nhiều cuộc gọi cũng như là hướng dẫn cho khách hàng sử dụng những cái tính năng giải trí hoặc là những cài đặt, bởi vì những cái thế hệ trước đây thì nó hơi khó sử dụng cũng như là đa phần bằng tiếng Anh hết. Đó, thì với cái hệ điều hành mới bây giờ cũng như là tích hợp những ngôn ngữ tiếng Việt này thì rất là thuận tiện cũng như là dễ dàng cho khách hàng sử dụng. Đó, bởi vì nó cũng giống như cái điện thoại chúng ta các bạn, rất là dễ hết, tất cả mọi thứ chúng ta phải điều vào menu hết. Đó, và chúng ta sẽ cài đặt thôi. Chẳng hạn như chúng ta muốn cài đặt cái phần hỗ trợ thì hỗ trợ này nó sẽ có cài đặt hỗ trợ camera đậu xe nè. Đó, cảnh báo này nọ ở trong đây. Tiếng kêu tít tít nè các bạn thấy không? Đó, dễ lắm. Cảnh báo buồn ngủ nè. Quá trời nhiều luôn, rất là dễ sử dụng. Đó, thì cái hệ điều hành này á, thì Duy nghĩ là Duy cũng sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Nó sẽ tích hợp ở trên đây hết rồi. Cũng như là khi mà các bạn mua xe á, thì các bạn có thể là tự thao tác ở nhà, rất là đơn giản thôi. Đó, còn cái khu vực này á, các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ không thay đổi so với cái phiên bản 2019. Đó, chỉ có điều là chúng ta sẽ thấy là ở đây là thay đổi lại là cái phần gỗ nè. Cái gỗ này là gỗ tầng bì màu nâu các bạn. Và cái gỗ này khi mà chúng ta sờ vào á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sần sùi, nó khô, bởi vì Mercedes-Benz là giữ cái thiết kế mộc cho cái phần nội thất này. Đó, thì với cái gỗ mà mờ như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế cái vấn đề bị chạy xước hoặc là để lại dấu vân tay. Đó, đây là một cái gỗ mà Duy cực kỳ thích luôn. Ở đây thì lại là những cái chi tiết mà để chúng ta chỉnh máy lạnh nè. Đó, tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ thì nó sẽ thể hiện trên cái màn hình này hết các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Ở đây máy lạnh này. Thì với chiếc xe GLC thế hệ mới bây giờ thì nó sẽ bỏ cái đĩa CD. Đó, nó cũng sẽ giống như xe S, xe Y hoặc là xe C hiện tại bây giờ. Ở đây là những cái nút bấm về điện thoại, về bản đồ, radio, cài đặt. Ở đây thì chúng ta có lại là một cái tính năng là sạc điện thoại không dây. Và cái này là cái USB Type-C các bạn.
thì Mercedes-Benz bây giờ là trang bị cái USB Type-C cho chiếc xe GLC này, cho nên là chúng ta mà đang sử dụng những cái điện thoại thế hệ cũ hay chúng ta sẽ nên chuyển sang cái điện thoại thế hệ mới đã vừa rồi, bởi vì là Mercedes-Benz sẽ đi theo những cái đồ công nghệ mà đó, chẳng hạn như bây giờ là hiện tại một số khách hàng hoặc là cũng kể cả Duy thì đang sử dụng cái điện thoại iPhone 7 thì sử dụng cái USB bằng thế hệ trước á, nó to, nhưng mà từ từ thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ đổi sang những cái điện thoại thông minh hơn và sử dụng được cái USB Type-C này. Ok. Ở đây thì Mercedes-Benz lại thay đổi cho chiếc xe GLC 200 này là cái touchpad các bạn. Đây là cái touchpad được thiết kế lại mới cũng như là nó mỏng hơn, và ở đây thì nó lại thiết kế mờ. Thì Duy cảm thấy cái phần touchpad này á, nó thiết kế mờ như vậy á, để cho chúng ta là tránh bị chạy xước cũng như là để lại cái dấu vân tay. Thì trước đây mà chỗ này á, thì để lại dấu vân tay rất là nhiều cho nên nhìn rất là xấu đó. Và cái touchpad này bây giờ nó lại thiết kế nó khá là nhạy luôn các bạn, và nó có phản hồi lại bằng cái tín hiệu rung để cho chúng ta biết là cái thao tác của chúng ta đã được thực hiện rồi. Ở đây thì nó lại có những cái nút là nút home nè, nút để chúng ta chuyển đổi bài hát nè, hoặc là cái nút quay lại. Thì đối với cái phiên bản trước thì nó cũng sẽ có những cái nút này. Ở đây là cái nút Dynamic nè các bạn. Dynamic là nút mà chúng ta để thay đổi chế độ lái. Thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này á, thì nó lại có 4-5 chế độ lái các bạn nha. Đó là Eco nè, Comfort nè, Sport hoặc là Sport cộng. Đó thì nó cũng sẽ giống như là đối với cái phiên bản 2019 trước đó thôi. Nó cũng sẽ không có gì thay đổi nhiều. Chỉ có điều là cái giao diện các bạn sẽ nhìn thấy thay đổi một chút xíu thôi. Đó, tùy theo những cái loại đường xá cũng như là tùy theo tâm trạng của chúng ta mà chúng ta có thể là chọn những chế độ khác lái khác nhau. Chẳng hạn như ngày hôm đó chúng ta hào hứng, chúng ta muốn chạy sport đó, thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ lái sport nè. Còn nếu một ngày mà chúng ta mỏi mệt, mà chúng ta rất là nhiều áp lực trong công việc cũng như là bận rộn quá, thì chúng ta có thể là chọn chế độ lái comfort, nhẹ nhàng, thoải mái. Hoặc là eco trong trường hợp mà chúng ta đi kẹt xe, chúng ta chuyển sang eco như thế này để xe chúng ta có thể là tiết kiệm nhất có thể. Ok. Ở đây các bạn thì nó sẽ có một cái hệ thống mới. Cái này là một cái mới các bạn nha. Thì cái phiên bản GLC 2019 này không có. Đó là cái tính năng đậu xe tự động. À, thì tính năng đậu xe tự động này á, nó sẽ tiên tiến hơn. Có nghĩa là Duy cũng đã làm một cái clip hướng dẫn cho cái chiếc xe C-Class đó các bạn. Thì nó sẽ hoàn toàn giống như thế này nè. Nếu mà các bạn chưa xem cái clip đó thì Duy sẽ để cái link ở đây để cho các bạn sẽ xem cái phần mà đậu xe tự động này. Thì cái hệ thống đậu xe tự động này Duy cũng sẽ nói sơ qua luôn cho những anh chị nào mà chưa xem clip đó. Thì nó sẽ đậu vào coi như là song song, đậu vuông góc luôn các bạn, và cái chiếc xe của chúng ta sẽ thao tác hết, kể cả nó sang số hoặc nó lùi số luôn, chúng ta sẽ không cần phải làm bất kỳ những cái thao tác gì nữa. Và khi mà chiếc xe chúng ta dừng lại đậu, khi mà chiếc xe của chúng ta đã đậu sẵn sàng rồi, đã hoàn chỉnh rồi, thì cái xe sẽ tự động parking, chúng ta chỉ việc là tắt máy và chúng ta đi xuống xe thôi đó. Thì các bạn nếu mà chưa có hình dung được cái tính năng này thì các bạn sẽ nên xem lại cái clip mà đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz GLC này nha. Ok, tiếp theo nữa là ở trong này, trong cái hộp này các bạn. Ở trong cái hộp này á, thì để Duy mở cái đèn lên. Thì nó cũng lại có trang bị hai cái USB Type-C. Hai cái USB Type-C luôn. Ở đây. Đó. Ở đây, chứ cũng không có gì để chúng ta sạc điện thoại thôi các bạn. Ok, và một cái điểm mà nâng cấp nữa mà Duy cảm thấy rất là cần thiết, cũng như là làm cho cái nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này trở nên là sang trọng và tinh tế hơn, đó là chính là cái phần đèn viền nội thất này các bạn. Thì đèn viền nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 2020 này được nâng cấp lên từ 3 màu thành 64 màu. Đó, chúng ta có thể là chỉnh đèn viền nội thất ở trên cái phần cài đặt này. Và chúng ta vào phần đèn. Thì bây giờ các bạn thấy nè, cái đèn của chúng ta nó hơi mờ nè. Bây giờ Duy muốn tăng cái độ sáng lên cho nó sáng, nó đẹp hơn, thì chúng ta sẽ vào phần đèn. Và chúng ta phải chọn đèn trang trí nội thất, chọn độ sáng. Đó, chọn sáng lên, phía trước sáng lên maximum. Đó, các bạn thấy không? Và chúng ta sẽ chọn cái màu sắc khác, thì chúng ta sẽ vào đây, chọn lại cái màu sắc. Hoặc là chúng ta thích cái đèn nhiều màu thì chúng ta sẽ chọn ở đây, nó sẽ thay đổi màu. Chúng ta chọn cái đèn nhiều màu, nó sẽ thay đổi màu liên tục các bạn. Đó, bây giờ các bạn sẽ thấy không, cái đèn viền nội thất của chúng ta nó sáng lên
Đó, đi buổi tối thì cái phần nội thất của chúng ta sẽ rất là đẹp, cũng như là khi mà chúng ta đi làm cả ngày, chúng ta trở về nhà trên xe thì chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ thoải mái và cực kỳ thư giãn luôn. Thì đèn LED thì nó chỉ có tác dụng tạo sự thư giãn các bạn, và trang trí cho chiếc xe thôi, chứ cũng không có gì hết. Đó, đây là một cái điểm mà Di cực kỳ thích luôn. Nhưng mà không biết là cái chiếc xe GLC 200, cái phiên bản mà không có matic á, không có 4 matic á, thì nó có trang bị cái đèn viền này không thì Di chưa biết. Thì chắc là Di sẽ làm một cái clip về đánh giá về chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 phiên bản không có 4 matic. Đó, để cho các bạn so sánh và các bạn chọn cho mình một chiếc xe hợp lý. Thì với hai chiếc xe này chênh lệch nhau khoảng 300 triệu các bạn. Đó, thì các bạn có sẵn sàng bỏ thêm 300 triệu nữa các bạn để lấy cái chiếc xe GLC 200 4 matic này hay không, hay là chỉ cần tiết kiệm 300 triệu nữa để lấy cái phiên bản GLC 200 hay thôi. Ok, thì GLC 200 này á, thì các bạn 4 matic thì lại được trang bị là cái loa Boommaster 13 loa công suất là 590W. Thì đây là cái hệ thống âm thanh mà được trang bị trên rất là nhiều những cái dòng xe cao cấp hiện tại của Mercedes-Benz. Thì có thể nói đây là cái hệ thống âm thanh mà số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ rồi. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà chưa nghe cái hệ thống âm thanh này á, thì Di sẽ hy vọng là gặp được các anh chị và test cái hệ thống âm thanh này để cho các anh chị và các bạn nghe. Thì chắc chắn một điều là các chị, anh chị và các bạn sẽ bị ghiền ngay cái bề hệ thống âm thanh này nếu là các anh chị và các bạn là một cái người mà thích nghe nhạc. Thích nghe nhạc thì nên mua cái xe GLC 200 này. Bởi vì hệ thống âm thanh này nghe sướng lắm các bạn ơi. Ở đây thì Di cũng không cần phải nói nhiều, chỗ này chỉnh ghế rồi nó sẽ giống như cái phiên bản trước thôi, nó cũng sẽ không thay đổi nhiều. Và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này nó sẽ không có cửa sổ trời các bạn nha. Đó, nó cứ giống như cái phiên bản GLC 200 cũng như là 250 phiên bản trước thôi. Ok, bây giờ Di sẽ tắt máy. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4 matic. Đó, đây là cái phần ghế sau nè các bạn. Đó, thì cái phần khoang sau này nó cũng sẽ không khác so với cái phiên bản trước đây. Đó, thì khi mà mở cửa khoang sau này chúng ta sẽ thấy là cái nội thất của chúng ta đây là cái nội thất màu kem, và cái đèn xe của chúng ta đánh vào nữa, cho nên là chúng ta cảm giác là cái nội thất của chúng ta rất là ấm cũng như là rất là sang trọng luôn các bạn. Đó, thì một cái chi tiết nữa đó là cái phần nội thất của cái chiếc xe GLC 200 này, đây là cái nội thất da thật 100% luôn các bạn nha. Thì với cái nội thất da này nó sẽ giống như là ghế da của chiếc xe GLC 300 luôn, nó sẽ không khác gì hết. Đó, các bạn sẽ thấy những cái đường chỉ mai ở đây nè, rất là đẹp nè. Nó mai thẳng tắp luôn á các bạn. Nó không có cái chi tiết nào mà các bạn thấy là nó bị đi lên hoặc là đi xuống hết, rất là đều, rất là đẹp luôn nè. Đường chỉ nào như đường chỉ đó, ở đây cũng vậy. Đó, các bạn thấy không? Quá là sang trọng, quá tinh tế mà chúng ta không có thể nào chê được hết á. Đó, và chiếc xe Mercedes-Benz GLC thì lại có một cái khe gió máy lạnh ở đây để cho cái người ngồi sau chúng ta sẽ lấy cái không khí lạnh từ phía trước xuống đây, nó dễ dàng hơn và mát mẻ hơn cho cái khoang sau. Đó, thì cái chi tiết này nó cũng sẽ không thay đổi gì so với phiên bản trước đây các bạn nha. Ở đây thì có cái loa Boommaster nè, rất là đẹp ở đây. Đó, về cái phần khoang sau thì các bạn sẽ thấy nó cũng không có gì khác biệt, Di cũng không phải nói nhiều nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết để tựa tay ở đây nè các bạn, thấy không? Đó, chúng ta để cốc ở đây. Thì Di thấy là khách hàng ít khi sử dụng cái này. Ok, bây giờ là Di sẽ mời các bạn đi xem cái khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200. Đây là cái phần động cơ 2.0 lít công suất là 197 mã lực, và nó sẽ tăng là 13 mã lực so với cái phiên bản trước đây. Bởi vì là cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 này các bạn được nâng cấp lại cái phần mà turbo. Thì trước đây là turbo tăng áp đơn thôi, nhưng mà bây giờ là turbo tăng áp kép. Squinron turbo nó sẽ giống như là cái động cơ của chiếc xe C300 hoặc là cái động cơ của cái chiếc GLC 300. Đó, nó sẽ được nâng cấp lên cái phần này. Và thứ hai nữa là cái phần cam tunic, là có nghĩa là đóng mở, cái phần mà điều khiển đóng mở của các supap các bạn bây giờ nó điều khiển bằng điện luôn. Cho nên là nó sẽ hiệu quả hơn, cũng như là để tiết kiệm nhiên liệu hơn, cũng như là tăng cái sức nén của động cơ, tăng hiệu suất của động cơ lên. Và cái thứ ba nữa là cái phần
lòng, cái lòng của xi lanh đó các bạn bây giờ được tráng nano, nó có nghĩa là nó sẽ bóng hơn giống như gương á, để mà giảm cái phần ma sát, để mà lại tăng thêm cái hiệu suất cho động cơ này nữa. Đó thì nói chung là cái động cơ này được Mercedes-Benz tinh chỉnh lần này nó khá là nhiều đó so với cái phiên bản trước đây. Ok, và một cái điều nữa tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái ống nè các bạn. Đây là một cái ống thở, nó bắt từ cái cầu trước lên để mà khi mà chúng ta đi vào những cái vùng mà ngập nước á, thì cái chiếc xe của chúng ta sẽ không bị cái hiện tượng là nước vào trong cái cầu trước. Đó, đó là một cái chi tiết cũng là nâng cấp của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 phiên bản 2020 này. Ok, đó thì bây giờ Duy sẽ tạm dừng cái video clip ở đây nha. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là chi tiết những cái nâng cấp cũng như là những cái thay đổi của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4Matic phiên bản 2020 này rồi. Thì nếu mà trong cái thời gian này mà các bạn đang có nhu cầu mà muốn thay đổi một chiếc xe, nâng cấp một chiếc xe nó an toàn, công nghệ cũng như là đẳng cấp, thì các bạn hãy đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.